Chào mừng bạn đến công ty GNWeb. Bạn đang có nhu cầu làm website mới, hay bạn đang có nhu cầu quảng cáo ad, hay bạn đang có nhu cầu về tên miền hosting, hay bạn có bất cứ nhu cầu khác về truyền thông, GNWeb với hơn 15 năm kinh nghiệm thiết kế website, truyền thông quảng cáo cho hàng triệu khách khác nhau trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, hùng hậu, thân thiện, nhiệt tình, văn phòng rộng khắp ba miền Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn với phương châm khách hàng là bạn, bình đẳng, tôn trọng, cùng nhau phát triển. GNWeb xin cảm ơn. Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2022, Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast thông báo triệu hồi 730 xe VF-E34 do VinFast sản xuất trong năm 2022 để kiểm tra và thay thế cảm biến và chạm bên. Theo thông báo từ nhà cung cấp túi khí cho VinFast, cảm biến va chạm bên của hệ thống túi khí trang bị cho mẫu xe VF-E34 có khả năng gặp lỗi không tương thích với bộ điều khiển túi khí. Theo đó, khi xảy ra va chạm, cảm biến va chạm bên có thể gửi tín hiệu không chính xác đến bộ điều khiển túi khí, dẫn đến rủi ro túi khí rèm không nổ hoặc nổ chậm, có nguy cơ không đảm bảo an toàn cho người dùng. Lỗi trên được nhà cung cấp hệ thống túi khí chủ động phát hiện trong quá trình thử nghiệm và phân tích sản phẩm định kỳ. Đến thời điểm hiện tại, VinFast và các nhà sản xuất xe khác sử dụng chung hệ thống túi khí từ nhà cung cấp chưa ghi nhận bất kỳ sự cố và phản ánh nào từ khách hàng về lỗi cảm biến va chạm bên. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cao nhất cho khách hàng cũng như tuân thủ quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và chuyên nghiệp, VinFast quyết định triển khai chiến dịch triệu hồi đối với 730 xe VF-E34 trong diện bị ảnh hưởng để kiểm tra và thay thế cảm biến va chạm bên miễn phí cho khách hàng. Chương trình đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam phê duyệt, sẽ chính thức được triển khai từ ngày 17 tháng 10 năm 2022 đến ngày 17 tháng 10 năm 2023. Trong số này, chỉ có 709 xe đã bàn giao cho khách hàng, 21 xe đang ở nhà máy và đại lý VinFast. VinFast sẽ thông báo trực tiếp tới từng chủ xe trong diện bị ảnh hưởng để sắp xếp lịch kiểm tra xe phù hợp. Thông tin về chương trình được đăng tải công khai trên website của VinFast và các phương tiện thông tin đại chúng. Dự kiến, thời gian kiểm tra và thay thế linh kiện là khoảng 3,2 giờ. Kể từ ngày 17 tháng 10 năm 2022, khách hàng có thể mang xe đến các cơ sở showroom, xưởng dịch vụ VinFast trên toàn quốc để được kiểm tra và thay thế cảm biến va chạm bên hoàn toàn miễn phí. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn, quý khách hàng vui lòng liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng VinFast qua số điện thoại 1900 232 389, email cs@vinfast Việt Nam, hoặc có thể tham khảo thêm thông tin tại website https://vinfasttautoc.com. Chào mừng bạn đến công ty GNWeb. Bạn đang có nhu cầu làm website mới, hay bạn đang có nhu cầu quảng cáo ad, hay bạn đang có nhu cầu về tên miền hosting, hay bạn có bất cứ nhu cầu khác về truyền thông, GNWeb với hơn 15 năm kinh nghiệm thiết kế website, truyền thông quảng cáo cho hàng triệu khách khác nhau trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, hùng hậu, thân thiện, nhiệt tình, văn phòng rộng khắp ba miền Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn với phương châm khách hàng là bạn, bình đẳng, tôn trọng, cùng nhau phát triển. GNWeb xin cảm ơn.